Rồi, xin chào tất cả anh em nha. Chào mừng anh em trở lại với kênh Jibo Tuấn Nguyễn bên mình nha anh em. Nay mình mới về Hà cặp Jibo, chính hãng Jibo Mỹ nha anh em. Mình trên tay giới thiệu nhanh tới anh em luôn. Anh em nào có nhu cầu sở hữu em nó chơi hay làm quà biếu quà tặng cho người thân bạn bè cứ alo mình nha anh em. Nay mình về bên phải là em Jibo đồng khắc chìm hai biểu tượng của nước Mỹ rất là nổi tiếng, đó là nữ thần tự do và lá cờ Mỹ nha anh em. Em Jibo đồng nguyên khối đít bằng Liberty, nữ thần tự do và lá cờ Mỹ, anh em trên tay rất là sang trọng đó anh em, khắc chìm hai mặt luôn anh em. Còn bên trái là em cà ram trắng khắc chìm mà chữ lucky, may mắn ha, lucky là dịch ra là may mắn. Ở trên là bốn biểu tượng của bộ bài tây cơ rô chuồng bích ha, và ở trong vòng tròn là logo Jibo, logo ngọn lửa Jibo. Em cà ram trắng này cũng rất là độc đáo đó anh em trên tay cũng rất là hay, với chữ lucky may mắn cũng rất là ý nghĩa ha. Thì anh em nào chưa đăng ký kênh, mời anh em ấn nút đăng ký kênh Jibo Tuấn Nguyễn ủng hộ ha, tiện lựa chọn Jibo bên mình. Còn có nhu cầu rước hai em nó cứ alo trực tiếp mình nha. Giờ mình xin trên tay giới thiệu chi tiết trước nha anh em. Đây là em đồng anh em, khắc chìm mà nữ thần tự do Liberty và lá cờ Mỹ ha, đồng nguyên khối hai mặt luôn anh em, trước sau y chang nhau ha. Em nó đít ở bằng nha anh em, hàng zin ha, điêu full box luôn anh em, dòng Jibo đồng zin từ A tới Z nha. Về giá hai em nó, anh em nhấn vô tiêu đề clip nha anh em, sẽ hiện ra ô mô tả nha. Mình có để giá em nó dưới ô mô tả đó anh em. Bên mình giao toàn quốc luôn. Đây là em đồng, đồng nguyên khối rất là sang trọng ha. Soi kỹ anh em xem ha. Hàng xịn nha anh em. Còn đây là em cà ram trắng khắc chìm mà chữ lucky may mắn và bốn biểu tượng cơ rô chuồng bích cũng như là cái logo Jibo, logo ngọn lửa Jibo ở trong cái vòng tròn, dưới chân là chữ xin 1932, mặt sau trơn bóng nha anh em nó đáy lõm nha, cũng hàng zin luôn anh em, chưa hề đụng chạm gì tới hết. Thì anh em về chế xăng xin vô là dùng thôi. Jibo Tuấn Nguyễn nào giờ thì giới thiệu với anh em là hàng xịn hết, uy tín nào giờ ha. Anh em nào đã biết qua thì quá rành rồi. Có nhu cầu và xem hình ảnh chi tiết hai em nó thì anh em vô trang Facebook mình, cứ click vô đường link trang Facebook mình để vô mô tả luôn nha anh em. Hàng xịn rất là nhạy lửa, giữ xăng lâu, bền bỉ, chạy cối theo thời gian ha. Anh em trên tay cặp Jibo bên ai cũng rất là sang trọng, ý nghĩa đó anh em. Chơi hay làm quà biếu, quà tặng cũng rất là hay. Soi kỹ anh em xem ha. Cho mình xin một like clip nha anh em. Mình nào chưa đăng ký kênh, ấn nút đăng ký kênh Jibo Tuấn Nguyễn luôn ha. Mã vạch chính hãng đầy đủ luôn anh em ơi. Giấy tờ kèm theo full box luôn. Rồi, cảm ơn anh em xem clip nha. Chúc anh em luôn luôn nhiều sức khỏe, có nhiều niềm vui trong cuộc sống, cũng như là chúc anh em gặp nhiều hạnh phúc và may mắn trong cuộc sống luôn. Rồi, cảm ơn, chào tạm biệt anh em nha.